Đến nay, nguồn lao động trong lĩnh vực đóng tàu đã có sự suy giảm, nhiều kỹ thuật bậc cao đã chuyển sang công việc khác hoặc doanh nghiệp khác, gây ảnh hưởng không nhỏ đến ngành công nghiệp đóng tàu. Bài toán giữ chân những người thợ đóng tàu gắn bó với nghề đang đặt ra nhiều thách thức đối với Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, SPIC. Theo thống kê, thời kỳ cao điểm năm 2007, tổng số lao động của SPIC lên tới 70.000 người. Đến đầu năm 2010, chỉ còn 54.000 người. Và đến nay, sau khi tái cơ cấu lao động, SPIC chỉ còn lại 16.000 người. Hầu hết các đơn vị đều trong tình trạng thiếu việc làm, thu nhập thấp, gây khó khăn trong việc đảm bảo thực hiện chính sách, thu hút nhân tài, giữ chân lao động giỏi. Vấn đề đặt ra cấp bách hiện nay đối với đội ngũ công nhân đóng tàu là phải có những chiến lược mới trong việc xây dựng và phát triển ngành, đặc biệt là xây dựng đội ngũ kỹ thuật có tay nghề cao. Theo SPIC, để đào tạo một người thợ, đặc biệt là thợ hàn đáp ứng tiêu chuẩn đăng kiểm quốc tế, thì bản thân người thợ phải có kinh nghiệm sau khi ra trường mới có thể xây dựng nên những con tàu thủy bền vững, có sức chở lên đến hàng trăm nghìn tấn. Có thể nói, công tác đào tạo người Hàn hiện chưa bài bản, chưa mang tính chuyên nghiệp cao. Trước thực tế này, SPIC đã chủ động đào tạo lại cho đội ngũ thợ Hàn, tổ chức các cuộc thi tay nghề, tạo điều kiện cho người thợ cọ sát, học hỏi kinh nghiệm, từ đó nâng cao chất lượng tay nghề, giúp họ luôn gắn bó với nghề. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, ngành đóng tàu Việt Nam sẽ phải hoàn thành khoảng 3 chỉ tiêu, đó là tốc độ tăng giá trị toàn ngành từ 5 đến 7%, dành 70 đến 80% năng lực sản xuất phục vụ thị trường trong nước. Số lượng tàu xuất khẩu đạt từ 1,76 đến 2,16 triệu tấn tàu một năm. Và để đạt được mục tiêu trên thì điều quan trọng là ngành đóng tàu tiêu chuẩn đặt ra đối với người thợ Hàn là phải đạt trình độ 6G để đóng mới những sản phẩm có chất lượng.